Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Và hôm nay thì mời các bạn cùng với mình, chúng ta sẽ đến với cái bảng xếp hạng tướng Thailand mới nhất nha các bạn. Trừ cái con tướng mới của hệ xét ra thì chưa có được cập nhật vào đây. Thì chúng ta có một danh sách tướng được cập nhật Thailand như thế nào thì mời các bạn cùng đến với chi tiết nội dung video. Hạng cao nhất của chúng ta sẽ là bậc SSS và giảm dần từ SSS tới SSS, A, B, C và D các bạn. Bậc D là cuối bậc xếp hạng và cũng là một trong những cái list tướng tàn phế nhất luôn các bạn, mà chúng ta sẽ không cần xài bất cứ lý do gì của những cái con tướng bậc dưới này. Kể cả tháp hệ người ta cũng không cần đụng tới luôn các bạn. Rồi, còn bậc xịn nhất hiện tại là bậc 3 chữ S thì chúng ta sẽ đến với những cái tên vô cùng quen thuộc trong meta. Bậc S hiện tại cao nhất được về tay một cái con tướng hệ thần mang danh là con tướng sụp bột thôi các bạn, đó là Libeta. Và đây cũng là cái con tướng đã số ngôi vị thế của Lucretia trong việc là newbie nên lấy cái con tướng hệ đặc biệt nào đầu tiên các bạn. Chính là vị tướng này, Libeta, hậu duệ bình minh. Về vai trò của con này thì khỏi cần nói tới nữa các bạn ha. Đi đâu cũng thấy sự xuất hiện của vị tướng này. Từ bot, PvP, map, nói chung là ôn chế độ, đâu đâu chúng ta cũng có thể thấy được sự xuất hiện của Libeta. Và Libeta thì chúng ta hay dùng hai cái bộ sưu tập mới mang tên là cánh vảy lấp lánh và cái kho thương nhân của Rowan. Nhưng mà đa phần thì mọi người sẽ dùng tới cái cánh vảy lấp lánh, tại vì cái cánh vảy lấp lánh này nó có một cái cơ chế bảo vệ giúp cho con Libeta này sống sót để gây đam. Con này thì cần khả năng sống sót các bạn. Trong trường hợp có cái con Lucilla ấn 60 đi kèm thì là một sự bảo vệ rồi, còn nếu không có thì nó cần cái ấn này để cho nó bảo vệ nó tốt hơn. Và top 2 của chúng ta cũng là một cái con tướng hệ thần. Con tướng hệ thần đó là Damia, quý cô mùa hạ các bạn. Về bộ kỹ năng của vị tướng này thì mình đã có rất là nhiều video giới thiệu về con này rồi các bạn ha. Về cái con Damia của chúng ta, về độ đa dụng của nó thì đâu đâu chúng ta cũng thấy góp mặt. Đặc biệt là trong tất cả các chế độ boss đều có sự xuất hiện của vị tướng này. Và Damia thì thường thường thì người ta sẽ sử dụng cái bộ sưu tập của Mahira hơn thay vì bộ sưu tập của Odin. Tại vì bộ sưu tập của Mahira cho phép nó có khả năng sống sót tốt hơn các bạn, giúp duy trì cái khả năng của mình trên chiến trường, giúp cho team mình gây được nhiều đam hơn, đặc biệt là đến với meta bot cũng như là meta PvE. PvE thì nó cần sống để nó vận hành cái bộ kỹ năng của mình từ cái chiêu nổ của mình các bạn ha, bóng hoa, hay mình còn gọi một cái tên mỹ miều khác đó là lĩnh vực hoa. Và top 3 của chúng ta là một cái con tướng hệ ma mà rất là nhiều người tranh cãi, đó là chúng ta nên lên cái con này trước hay là chúng ta nên lên Lucilla trước. Thì trong một cái video gần đây thì mình có nói với các bạn đó là chúng ta có thể lựa chọn giữa cái con này và cái con Lucilla. Khi mà các bạn chọn lên cái con Lucilla trước á, thì chúng ta có một cái ưu điểm. Cái ưu điểm đó là gì? Đó là các bạn sẽ có được một cái con tướng đi kẹp chung với cái con Libeta mà mình đã lên trước đó các bạn, nó khá là ngon. Chúng ta có thể kẹp combo này vào đi map, chúng ta có thể kẹp combo này vào PvP, khá xịn các bạn. Tuy nhiên về độ hot trong meta cũng như là cái tầm quan trọng á, thì cái con Lavatun này nó xứng đáng xếp trước cả cái con Lucilla nha các bạn. Con này xếp trước và cái vai trò hiện tại của con Lavatun này, nếu mà các bạn thường xuyên sử dụng để đi boss á, các bạn sẽ thấy con này trong meta boss hầu như là nó luôn luôn cũng đâu đâu cũng có mặt. Và nó là cái con tướng thay thế cho cái vai trò của con song sinh luôn các bạn. Là một phiên bản nâng cấp của song sinh, do đó thì trong meta boss đâu đâu cũng thấy con này. Không chỉ là meta boss các bạn, meta PvP đi map đâu đâu cũng thấy, đặc biệt là đi map nha. Con Lavatun này kết hợp chung với Abel trong đi map là một cái thế lực rất là mạnh và người ta sử dụng cái thế lực này rất nhiều. Và không những là đi map, đi PvP, đi giải vô địch huyền thoại, người ta cũng xài cái con Lava này kết hợp chung với con Abel là một trong những combo rất mạnh để đi boss và đi PvP các bạn. Lavatun, rocker vượt sâu. Rồi, như vậy vị xếp hạng thứ tư của bậc SSS của chúng ta là ai? Là một con Hyper Carry ở Wakin Athalia, điểm báo chân lý. Con này thì nó cũng đa dụng tương tự các bạn có thể đi on chế độ. Tuy nhiên, về vai trò mà đi map thì cái con Atha này nó hơi kém một xíu. Tuy nhiên, các chế độ còn lại thì Atha của chúng ta là xứng đáng để best, đặc biệt là trong boss và trong PvP các bạn. Rồi, về bậc SS thì rất vinh hạnh chúng ta có sự xuất hiện của một cái con tướng hệ thường, đó là con Ivan.
Ivan có bàn thợ rèn xương, thì con đây là một trong những con tướng mà newbie chúng ta không thể thiếu nếu mà các bạn muốn có một giai đoạn newbie dễ thở và leo map ngọt ngào, nói chung là smooth cực kỳ các bạn. Đây là con Ivan. Về cái tác dụng của con Ivan này thì nó sẽ đầu tiên nó sẽ cấp một cái lá chắn cho team, và khi mà nó cấp lá chắn đó thì nó cũng là rơi vào cái trạng thái không thể bị chỉ định các bạn, tức là nó sống rất là lâu trong team, thậm chí trong rất là nhiều trường hợp đi map của Ivan luôn luôn là con tướng sống sót cuối cùng. Luôn luôn là con tướng sống sót cuối cùng các bạn. Và mỗi lần nó nhập hồn thì nó còn tạo ra được cái hiệu ứng xua đuổi dành cho những cái kẻ địch phía bên kia chiến tuyến, và nó tạo ra những cái con đệ, những cái con đệ của cái con Rowan này mang tên hộ vệ xương. Đây là những con đệ rất chất lượng các bạn. Nó sẽ liên tục khống chế đối phương, làm trốn các kiểu để tạo khoảng trống cho con Hyper Carry được cái con Ivan này nhập hồn vào, nó gây đam liên tục và kết liễu được mục tiêu. Và cái vai trò của con Ivan này hiện tại nó cũng ổn chế độ các bạn. Tuy nhiên trong vai trò boss á, vai trò boss á, thì nó không ngon cho lắm. Vai trò đánh boss thì nó không nổi trội cho lắm. Nhưng mà vai trò về PvE thì Ivan hiện tại đang là the best. Đặc biệt là trong leo map giai đoạn đầu game từ map 1 tới map 40 các bạn. Nói chung là trong map thấp thì Ivan của chúng ta là the best. Thậm chí trên map cao chúng ta cũng thường xuyên xuất hiện vị tướng này, kẹp chung với Abel, kẹp chung với con Rem, kẹp chung với AC để sử dụng leo map các bạn rất ngon. Ngoài ra thì cái con Ivan của chúng ta cũng là một trong những cái tên kẹp chung vào một vài cái đội hình để chúng ta có thể kết hợp thành một team PvP cực mạnh. Như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta kết hợp chung với Libe. Và cái team này hiện tại mình cũng đang dùng trong cái đấu trường anh hùng của mình luôn các bạn. Đó là chúng ta có Awakened Chimera, chúng ta có Awakened Athalia, chúng ta có Damia và chúng ta có Libeta. Và Ivan tạo thành một cái team PvP cực mạnh kết hợp chung với hải cẩu gực. Đây là một trong những team rất cứng các bạn để chúng ta đi PvP trong đấu trường anh hùng và trong một số giải thách đấu huyền thoại. Vì vai trò của Ivan này thì miễn bàn các bạn, nó cực kỳ mạnh và nó xứng đáng cái bậc SSS này dù chỉ là một con support hệ thường. Game mà chỉ cần cho thêm vài con support như thế này nữa thì newbie của chúng ta cực kỳ nhẹ nhàng. Các bạn chỉ cần sắm 2-3 con carry kết hợp chung với vài con support khủng như con Ivan như thế này thì các bạn sẽ leo map cực kỳ mượt luôn các bạn. Rồi, tiếp đến bậc SSS chúng ta còn một vài cái tên khác trong meta hiện tại, và cái con tiếp theo xứng đáng được gọi tên là hầu gái quỷ Rem. Đây là con tướng mà newbie bắt buộc các bạn cần phải sở hữu để các bạn có một cái giai đoạn newbie thật là dễ dàng các bạn và nhẹ nhàng. Và việc sở hữu Rem bây giờ nó cũng không còn tốn kém như trước. Lúc trước thì khi mà cái đợt con tướng được ra mắt, newbie muốn có con này thì bắt buộc các bạn phải nạp tầm 300 mấy chục k để các bạn lấy về con tướng này để các bạn sử dụng để leo map đầu game. Nhưng bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể dùng tài nguyên Rem, tài nguyên game để đổi cái con Rem này bằng cách các bạn vào chỗ bạn bè, các bạn vào đồn chú lính, rồi các bạn vào chỗ đây bạn đổi đá không gian, rồi sau đó các bạn đổi Rem về team. Cực kỳ nhẹ nhàng và dễ dàng luôn các bạn. Và đây là con tướng vừa mạnh trong giai đoạn đầu game, vừa mạnh về late game. Các bạn có thể xây dựng nó từ những cái bậc đầu tiên khi mà các bạn liên kết với một cái con tướng nào đó trong team đến về sau này. Đây là cái lợi thế của con Rem các bạn, đó là các bạn nuôi nó từ đầu tới cuối luôn được. Và các bạn có thể hoàn toàn là hướng tới cái ngưỡng sức mạnh cuối cùng cho con này, đó là 306 E60. Sau này khi mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể đập lên con này luôn cái trang bị độc quyền cấp 40 để cho nó đủ mạnh các bạn, đủ mạnh. Và đây là một trong những con tướng không gian mạnh nhất meta hiện tại, và kẻ đã đá đít rất là nhiều cái con tướng khác ra ngồi vòng meta, đặc biệt là cái con Ensama của chúng ta các bạn. Con này khi Rem ra mắt thì chính thức cái con Ensama gần như là không còn đất dụng võ nữa, và vai trò của con Rem hiện tại nó gần như là ôn chế độ nha. Chúng ta từ có đánh boss này, chúng ta có PvP, chúng ta có PvE tháp vua rồi các bạn. Boss thì từ vương quốc bị nghiền rủa CR hành lang ác mộng cho tới boss nước bàn hội đều có sự xuất hiện của vị tướng này. Đây là vị tướng cực kỳ đa dụng và rất mạnh. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái tên, đó là một vị tướng Awakened nữa. Và đây là hiện tại đang là một cái con tướng xứng đáng được lên đầu tiên trong lớp tướng Awakened các bạn, đó là yêu nữ ngự hồn Awakened Chimera. Đây là con tướng mà mình đang khuyên newbie chúng ta nên lên sớm đầu tiên các bạn, bởi vì độ đa dụng và sức mạnh của nó hỗ trợ team leo map rất tốt. Con này là đặc biệt là rất mạnh trong PvE leo map và tháp vua nghĩ điện bỏ hôn rồi các bạn. Hiện tại con Chimera là gần như trùm trong chế độ leo map nha, bởi vì cái cơ chế kỹ năng của con này mình đã có khá nhiều video về con này rồi các bạn có thể xem vì sao mà Awakened Chimera có thể mạnh và leo map ngon như vậy. Đó là nhờ bộ kỹ năng của nó các bạn, đặc biệt là về và cái cơ chế kỹ năng đó là rút hồn, rút hai cái hồn của đối phương ra và hành hạ những cái hồn đó, và khi những hồn đó bị nhận sát thương thì kẻ địch sẽ phải chịu sát thương từ những hồn đó các bạn, và như thế thì Chimera có thể bào máu tất cả các đối tượng đều được. Nói chung là bằng việc rút hồn này thì nó có thể gây đam lên tất cả các đối tượng các bạn.
Ngoài ra thì Awakening Chimera với việc là các bạn trang bị cho nó hai cái bộ sưu tập của Diamond và bộ sưu tập của Othos thì nó rất mạnh trong đấu trường anh hùng, hiện tại đang được xếp hạng nhất luôn các bạn. Giải người thách đấu, giải vô địch điện thoại là đều được xếp hạng nhất hết các bạn. Rất mạnh nha. Chỉ có một cái điểm yếu yếu của con Awakening Chimera này, đó là trong một vài cái chế độ boss, đặc biệt là hành lang mộng, hiện tại vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Awakening Chimera. Tại vì nó bị nép một xíu trong chế độ boss các bạn, nó không có thể rút được nhiều hồn giống như hiện tại. Và bộ kỹ năng của con này gây đam thì nó cần khá thời gian, cần nhiều thời gian để gây đam, nên nó không thích hợp trong một số chế độ boss mà thời gian càng ngắn các bạn gây đam càng nhiều, hay kết liễu mục tiêu sớm. Do đó thì hiện tại nó vẫn chưa. Hy vọng là sau này chúng ta sẽ có một cái con boss nào đó được thiết kế riêng dành cho Awakening Chimera, giúp cái con này tỏa sáng, kể cả boss trong hành lang ác mộng. Rồi, cái con tướng cuối cùng trong bọt SSS của chúng ta đó là Awakening Lika. Đây cũng là cái con tướng Awakening mà mình khuyên nên lên thứ tư các bạn, nên lên thứ tư sau cái con Athalia Belinda và cái con Awakening Chimera. Thì đây là cái con tướng Awakening thứ tư mình khuyên các bạn nên lên. Hiện tại vị thế của cái con Awakening Lika thì quá rõ rồi các bạn. Và cái con này vị thế nó đang mạnh nhất là ở đâu? Là ở PvP nha. Awakening Lika hiện tại đang cho thấy sức mạnh vô địch của mình ở trong cái PvP, đặc biệt là trong những giải đấu như giải vô địch điện thoại, cúp đột kho báu đó các bạn. Hiện tại Awakening Lika rất mạnh. Và cái tên này nếu mà các bạn không có trong bảng xếp hạng, không có trong đội hình đó, thì trong bảng xếp hạng của cái giải thách đấu hoặc là trong cái cúp đột kho báu thì bạn sẽ có một cái thứ hạng sẽ không cao, tại vì vai trò của con này nó quá lớn các bạn. Rồi, ngoài ra thì nó là một con tướng mạnh nhất của hệ rừng, do đó thì cái vai trò trong cái cây hệ rừng của nó thì nó sẽ là số 1 nha. Rồi, ngoài ra thì Awakening Lika còn góp mặt vào một số team boss, đặc biệt là có góp mặt vào vương quốc biển rủa và hành lang ác mộng các bạn, khá là ngon. Trong PvE Leo Map thì con này kết hợp rất tốt với cái team đó là Limeca. Thường thường thì có cũng được mà không có cũng được, nhưng mà khi mà các bạn có Awakening Lika, 9 món nội thất độc quyền các bạn kết hợp chung vào team Limeca thì nó tạo ra một combo không có kẽ hở các bạn. Các bạn sẽ tạo ra được một cái combo không có kẽ hở khi mà cái con Mihira cùng với cái con Libeta sẽ được bảo kê vì ra sâu. Cái hai con tướng hàng đầu thì giảm sát thương nhận vào, nó sẽ CC được cái địch và khi nó xuống nó boost được mana cho con Mihira, giúp con Mihira nụ sớm và khống chế toàn bộ mục tiêu phía bên kia và tạo nên chuỗi combo giúp cho cái con Limeta kết thúc được những cái đợt phía bên kia chiến tuyến các bạn. Và đây là một trong những cái con tướng kết hợp chung với cái Limeta và cái con Mihira tạo thành một team Leo Map rất mạnh nha, như mình vừa giới thiệu vừa rồi. Và hiện tại Awakening Lika thì như đã giới thiệu thì nó gần như là ôn chế độ, đặc biệt là vai trò nổi trội nhất của nó là ở trong PvP, trong đấu trường các bạn. Không có thì thứ hạng cấp độ kho báu của chúng ta sẽ khá là thấp. Rồi, Awakening Lika còn mạnh ở trong một số cái chế độ boss như mình đã nói ha. Và đây xứng đáng là cái con tướng Awakening thứ tư mà các bạn cần lên. Nãy giờ mình không giới thiệu tới Awakening Belinda, tuy nhiên nó lại là cái con tướng chúng ta cần nên lên sớm ha. Trong cái tier SSS này thì chúng ta không có sự góp mặt của Awakening Belinda. Nó ở cái bậc dưới các bạn, đó là bậc SS và mình sẽ giới thiệu trong video lần sau nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.